Rồi hello anh em nha. Em lên gã với anh em con quay 110 thắng đĩa 2000 anh em, hồ sơ cầm tay. Che cái mọc đỏ lại. Đó, quay 110 thắng đĩa 2000, hồ sơ cầm tay ha. Đây nha anh em, nhãn hiệu là quay số loại lần 110S ha. MT nha anh em. 0011787. Số khung số máy NF110MT 0011787. Rồi. Đây. Sườn đẹp nha. Xem lấy sườn đẹp không ạ? À? Em không lấy sườn bị lỗi. Đây anh em, 0011787 lụm. Rồi xe này tình trạng hồ sơ cầm tay, phiếu xuất xưởng có luôn. Đó, phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng ha. Đó. Che mọc đỏ lên nha. Ừ, rồi. Anh em có xài bộ giấy này em bán 12 triệu, giấy MT thắng đĩa. Đầu tiên bây giờ vô phần gã con này, đi vô phần bộ áo đi. Áo này bèo anh em ơi, anh em về sơn si lại, giá rẻ nha. Rồi cái dè dính trên xe quay cái dè luôn. Chỗ này có chày. Không nứt bể. Ok. Tiếp. Đầu đèn. Em bán full áo, full đèn luôn nha, full nhựa nhám cho anh em luôn nha, giá rẻ bèo à. Xe bèo mà. Được cục máy zin, máy chắc nha, cho máy chắc nịch à. Xe em lấy đây máy chắc chắc không à, máy bèo em đâu lấy, đúng thắng đĩa luôn nè. Ồ, mấy cái này về sơn được ha, nhìn cái đầu đèn này phôi còn ok. Mà cái chó đi bụi rồi, chó chảy thủy rồi. Đó, mất luôn cái đầu định hướng luôn. Còn được cặp nhan, ngon à, cặp nhan không găng nứt nha. Rồi, mặt nạ. Mặt nạ này nó có hàng bên trong nè. Có hàng bên trong, có nứt bên ngoài nè. Ừ. Em bán có sao nói vậy anh em ơi. Bán rẻ mà đâu có nói bậy chi mất công, mệt. Chính chính luôn à. Đi coi cái đầu đèn này đắt mấy. Đầu đèn này theo xe nè. Trời ơi, chính chính luôn ông ơi. 2000 anh em ơi, tháng 2 năm 2000, tháng 3 năm 2000 anh em. Đù mày vậy mà chấu móc còn ngon lành cành đào ha. Đù mà chấu móc còn nguyên luôn nội ơi, còn nguyên trăm trăm luôn. Chấu móc còn nguyên luôn này nè. Còn hết trơn luôn. Chỉ gãy mí này chút xíu thôi nè, ngay chân đây nè, chỉ gãy chút xíu này thôi. Còn nguyên hết trơn. Rồi mặt nạ quay rồi ha, giờ nãy cái vẻ trước quay rồi, giờ tới ốc dai. Ốp dây thắng đĩa luôn nè. Này ốp dây này có móc rồi, ốp dây móc rồi. Ồ mà bên đây chấu móc riêng hết trơn trời. Áo bèo mà chấu móc còn gì cũng được, cũng mừng. 2000 anh em ha, tháng 2 năm 2000 ha, 001 mà, đầu 2000 mà anh em. 001 mà. Đầu số máy 001 ha. Trời ơi, đụng cái gì mà móc bát còn ok hết trơn nè anh em. Bên ngoài nhìn không đẹp. 2000. Tiếp theo nó tới hai cái bẩn. Rồi em bán giá rẻ bèo cho anh em mà, yên tâm nè, bẩn này bể gốc nè, bể thì nó bể nè, có bể gốc nè. Đây người ta cái vớt lại nhìn cho được được cái gì nữa nè nè. Đó. Râu lớn này còn có nứt nè, thấy không? Có nứt, báo có nứt ha. Đúng áo 110 đó anh em. Lưỡi câu bẩn thì đi bui rồi, đi bui bán muối rồi. Bẩn ngoài ok, tem rin mà rin gì tầm này. Tầm này đắt mấy? Trời ơi, tháng 12 năm 99. Tháng 12 năm 99. Cô bò theo xe. Ừ, một bên. Bên nữa. Bữa nay áo khách sơn xong bộ nữa, xanh đen. Đây có hàng nè, có hàng móc nè. Có hàng móc lại nè, thấy không? Có sam báo vậy nha, bẩn bên đây chưa mất gốc nè, còn gốc nhưng mà nó có nứt nhẹ gốc ha. Đó. Trời ơi, em bán bộ này rẻ lắm anh em ơi, có 1 triệu ngoài à. Em bán bộ này có 1 triệu ngoài, đây có hàng nè. Vậy anh em sơn lại, giá rẻ thôi. Đây lưỡi câu bẩn theo xe còn. Mất một lưỡi câu bẩn ha. Rồi, tiếp theo nữa là cái phần bình sau.
Ô, miếng yếm này đưa cho anh em luôn ha. Miếng yếm này miếng yếm 2000 mà nó có một tem tem tiếng Anh ghim luôn nè. Bên đây nó gãy chấu về này, anh em gì có thể hàng lại hoặc là anh em mình đưa theo anh em xài được thì xài. Bên đây còn. Bên đây còn, đu, còn được 3 móc luôn, đây còn. Rồi miếng yếm này còn ok nè, anh em về đánh bóng là xài luôn đó. Đó, còn ngon, theo xe nha. Đầy 2000 anh em. Trời ơi, gẹo khóa còn luôn nè, cái này còn ngon anh em. Về xài luôn được anh em, chỉ có hàng nhẹ cái móc này thôi lụm. Ừ. Hay vậy chứ thứ một chút anh em cầm tiền đi mua miếng yếm theo xe khá khá là mấy trăm ngàn anh em chứ không phải rẻ nha. Đồ trăm bự giờ nó mắc còn hơn quỷ nữa. Nè mảnh bên mình nhỏ nè. Áo là áo quay sale nhưng mà rút hồ sơ ra là không phải quay sale nha anh em, có thể người ta sàn áo hồi xưa vô không chừng. Đó, có thể người ta sàn áo hồi xưa vô không chừng ha. Áo là áo quay sale nè nha anh em. Đó, quay sale nghĩa là giờ tem này là tem trúng thuế nè. Nhưng mà không phải giấy khi rút hồ sơ ra là em đã cho anh em coi nghe, chuẩn giấy Honda nha. Không phải giấy sàm sàm nha anh em. Ừ. Đây nha, nhãn hiệu là đúng là quay của người ta nha, WAVE chuẩn nha, chứ không phải cái qua que gì đâu nha anh em. Bán là em nói đúng giấy trăm mười đàng hoàng nha. Tem là tem trốn thuế, đúng tem trốn thuế, nhưng mà có thể người ta vô áo hồi xưa rút hồ sơ cái đúng giấy quay đàng hoàng nha anh em. Để nhiều anh em không biết cái nói WAVE đúng quay trăm mười nè. Cái bát nhỏ này có hàng mà hàng cũng rất là đẹp nè, nó lấy phôi gì sơn lại nè. Ừ. 99 tháng 12 năm 99. Móc mình còn hết trơn, mấy cái này còn hết trơn nè. Nói chung áo này tam bát móc còn khá nè. Thì anh em về sơn là em bán có 1 triệu mấy à, em báo luôn, à, full áo full đèn luôn em bán cho anh em giá có 1 triệu 8 đó. Không bán lẻ. Nói trước luôn. Đó, bán rẻ thấy bà luôn rồi, full áo full đèn full nhựa nhám. Nè, bát móc còn hết trơn. Trời ơi, thấy nó bèo bèo gì mà nó còn ở đây còn luôn anh em. Đây còn luôn, trời. Trời ơi, thấy bèo bèo gì mà ngon nghe anh em, chứ không phải tệ nha, cái này sơn được ông ơi. Đó. Nhiều khi nhìn ngoài thấy nó bèo bèo với áo này ok luôn đó chứ. Mua rùa còn nè. Chỗ này có hàng nè. Đó, có sao em chỉ anh em hết trơn nha. Rồi anh em cân đối tại vì bán có 1 triệu mấy à. Trời ơi, vậy là áo này bát móc trên 80% anh em. Đầu 2000 luôn ha. Full áo, full đèn, full nhựa nhám. Miếng yếm này anh em về xài được nè. Hàng móc bên đây nè. Đánh bát lại, đẹp rồi. 1 triệu 8. Là có luôn đuôi đèn lái nè. Đuôi đèn lái theo xe nè. Cái đèn lái này vậy em bán lẻ cũng 3 xị rồi anh em. Cho anh em đuôi biển số luôn. Đó. Cho anh em một cái bờ cổ luôn. Bờ cổ thiếu cha gì cho anh em cái bờ cổ nữa luôn. Rồi, 1 triệu 8. Xe này tại cái gì mình nói thật với anh em, mình mua bán ở đây á, mình nhìn đồ mình bán chứ không phải là cái xe mình mua mắc còn mấy nha. Bởi vì mình đây mình gã xe mình hay bị dướng xương lắm. Rồi tiếp theo, cùm công tắc 400.000. Cùm theo xe. Chữ nổi nha. Chữ nổi. Hoạt động là full chức năng. Mất chữ. Đúng cùm đĩa luôn á, bán rẻ thấy mẹ luôn. Dây dắt rỉnh chân luôn nè, đúng cùm thắng đĩa luôn, không có cắt nối luôn nè. Rút dây tóc tay ra cho anh em coi. Ừ, đúng cùm thắng đĩa luôn nè. Anh em lấy cái ruột anh em cũng lời nữa. Cái này em nói vậy là anh em mua bán tự hiểu ha. Ừ, rin hết 400.000. Cặp cùm quay 110 thắng đĩa 400. Đồng hồ. Bao anh em là lên kim full chức năng. Không bị ra, không bị cái kính này. Cái kính này giống kính mới à. Kính mới anh em ơi, kính mới à. Qua lên kim full chức năng, không có bị rung giật kim. Và không có bị rổ mặt trăng mặt trời gì nha. Bán anh em giá là 850.000. Móc chấu cội nguyên chân. Đó, kính mới nha. Có sao nói vậy nha. Bao anh em xài. Trời ơi, chỗ này mấy ông tôi không có đổ keo vô đây vậy trời. Lại thiệt. Bán anh em 850.000. Ừ. Tiếp theo, ghi đông sọ khỉ thắng đẻ nè. Đó, anh em mua cái này nó rẻ về sơn lại đúng thắng đẻ thì nó có cái chữ lông đền sọ khỉ thắng đẻ này nè, với lại nó đúng ghi đông thắng đẻ, nó không có cái móc câu đây. Bao tay mới,
về xài luôn, gù theo xe về sơn lại tùy anh em. Ghi đông sọ khỉ luôn, luôn bao tay, luôn gù đối trọng bên trong. Rồi bán cho anh em ghi đông này giá là 500.000. Tiếp bách nạ đĩa 99 đó, ăn tiền được cái này nha. Bách nạ đĩa 99 này cực kỳ hiếm nha, đây nè 99 nè, có râu ổ khóa này ha. Rồi bách nạ càng luôn, bách nạ với càng, cái càng này lô, nhưng mà cái bách nạ này em bán giá là 500.000. Anh em nào muốn chơi bách nạ đĩa 99 thì liên hệ em, lâu lâu mới có bằng cái nha. Ốc tán đầy đủ ha, em bán là ốc tán đầy đủ nha, chữ C luôn nha, có chữ C ghim luôn nha đó. 500.000 chẳng ba ngay băng nè, thấy không, không có lệch bánh một miếng nào nha anh em. Này đó, chẳng ba này đẹp, chẳng ba này em xin phép anh em, chẳng ba đang thùi lùi luôn nè, thấy không, ốc tán đẹp nè, em bán 500. 66 anh em có thể đọc được thành 99 tùy anh em. Em thấy 66 em đọc 66 ha. 66 đó, sơn ghim đẹp, ốc tán đẹp nha, ốc tán quá đẹp luôn chứ đẹp gì nữa. Rồi em bán anh em 500.000 cây chẳng ba này, bao không công quên, không bầm cổ nha, bầm cổ em chịu. Ghi đông sò khỉ là ốc chọt sò khỉ đồ đầy đủ nha anh em, bao anh em là ốc chọt sò khỉ đầy đủ hết nha, không có tầm bậy tầm bạ vô đây nha, gâu móc là bao ghim hết nha. Rồi tai dây, tai dây heo bóp, đang bóp bình thường, đang xài ngon luôn. Có một cái là cái tai dầu trên này nè, cái mắt thâm dầu nè nó xấu, vậy anh em có thể thay mắt thâm dầu sơn lại gì đó tùy anh em. Còn được cái cọng dây dầu nó mướt nè anh em, cọng dây dầu đẹp, cọng dây dầu chưa tét thun gì trơn. Lẩu lẩu mới được cọng dây dầu ngon anh em. Bát nồng súng rồi nha anh em, chưa rửa. Ôi đụng mấy dây dầu 99 ông nội ơi, 7/11/99 luôn, phải cá tẹo. Trời ơi, dầu 99 cực kỳ hiếm nè anh em. Ôi ôi, tháng 11/99 còn chữ tới cái này luôn. Con heo nè nhìn cũng khá gà lắm anh em, heo sân riêng cũng ổn lắm, phôi đẹp lắm đó. Trời ơi, đủ mấy con heo 99 luôn không, heo 99 là vô luôn á nha. Đủ con heo 2000 mẹ rồi, dạng nó giao thời anh em, cuối 99 đầu 2000 0R1. Heo 99 ngon. Tai dây heo này anh em nào lấy em bán 2 triệu. Tai dây heo 2 triệu anh em, dây dầu đẹp lắm, dây dầu 99 nữa, bách kẹp dây dầu đầy đủ nha. Đó, bao đẹp anh em. Ống nè, còn hết trơn cao su ngoài anh em. Không tét luôn nha. Đó, tai dây heo này 2 triệu anh em. Rồi. Tiếp theo phuộc đĩa. Cặp ti là phê cu lê nha anh em, ti phê cu lê nha, phôi đẹp lắm, nắp chụp phuộc trên dưới, trên đầy đủ nha. Trời chét mỡ bò trong này nó mới chịu à. Bao nhúng nhảy nha anh em, sơn rin bên đây là sơn rin hoàn toàn không có dặm tút nha anh em, đây sơn rin không có dặm tút, phôi đẹp. HM1 anh em, KAT20L HM1, cây bánh có dặm mà. Để em coi cái đáp nó phục nghề đáp mấy. Đồ nó ti đẹp một cặp luôn ơi. Anh ti đẹp một cặp luôn em ơi, không có rổ, không có đốm, không có sọc gì chân nha anh em. Cây bên này dặm mà nè anh em, xịt dặm mà nè. Nói chung là bán anh em lấy phôi sơn lại cái này, phôi đẹp nè. Phục đĩa 2000 anh em ơi, 2000 tháng 12/2000 trùng mã HM1 hai bên luôn anh em. HM-1 nè, bên đây HM-1 luôn anh em, trùng mã luôn. Cặp này bán 2,5 triệu anh em, anh em sơn thì thêm vô 250.000 nữa, sơn đúng bạc 99 cho anh em lên xe luôn nha. Anh em sơn thêm vô 250.000 nữa, bỏ đi sơn cho anh em. Đó, đúng bạc 99, 250.000 này là em không có ăn giọng trong này 1.000 nào đâu nha anh em. Anh em chỉ hỗ trợ anh em thôi, tại vì em cũng giống như mình hỗ trợ cho ông anh thợ sơn của em á, ổng kiếm miếng cơm rồi em ở đây em hỗ trợ được cho anh em khách hàng của em thôi, em không ăn giọng miếng nào chổng đâu. 2,5 triệu phục đĩa này nha. Tiếp cần số, cần thắng, vò đạp bán 3 món 500.000,
cần số 2.000 mà gai sau này nó tiêu đời rồi, coi như em bán cái cần số này 150.000 đi. Xi đẹp, đầu tròn có mòn chút xíu, cái cần số này 150.000, anh em đợi em xíu nha. Rồi ok anh em, mình xin tiếp tục nha anh em, mình mới xử lý đơn hàng cho khách là shipper dán lộn bill qua lại anh em ơi. Dạ không anh ơi, to quá không làm được gì. Em bán 3 món ha, cần thắng, cần số, vò đạp 500.000. Nói chung cần số này còn ok nè anh em. Gai này thì nó mòn, anh em vô xe cỏ hoặc là anh em cắt gai xi lại đó, tùy quyền anh em nha. Cần thắng nó cũng vậy à, cần thắng nó cộng nhỏ đó, cũng đúng 2.000 nè, môi dày nè, cộng nhỏ nè, cộng nhỏ chiêu chiêu luôn, theo xe nó cộng nhỏ xíu à. Vò đạp đó, anh em mua lẻ thì cần thắng 150, cần số 150, vò đạp 200, nó có ốc đầy đủ nha, ốc đẹp luôn nè đó, vò đạp 200.000, ở trong không có chày luôn anh em ơi. Rồi ok, cơ bao anh em tích tắc không lỏng nha. Gầu thiệt chứ, gặp một ngày mà xử lý cái chừng 5 đơn hàng đó khỏi làm ăn gì luôn thiệt. Tiếp theo anh em, gác chân dài, keo mướt nè, cây bên đây keo mướt nè anh em thấy không, ốc tán thun con bách sắt đầy đủ, thông sệ không lỏng nè nha anh em, không sụt xịt lỗ nè nha. Rồi bán rẻ cho anh em thôi, 1.200.000. Ồ ngon à anh em ơi, cứng ngắc không có lỏng lỗ gì trơn. Cặp này keo mướt anh em ơi, 1.200.000 anh em, keo mướt anh em đó, trên xe thì nó hơi quất anh em thấy vậy nha, chứ nói chung mình nhìn gỡ xuống mình nhìn khá lắm nha anh em, keo mướt nha, 1.200.000. Phục sau, phục sau này lên ti 10 ly sẵn rồi nè, phục sau này lên ti 10 ly sẵn rồi nè anh em, nó lên ti 10 ly sẵn rồi nè, hiện tại là chưa có dấu hiệu xì sượng gì hết trơn á. Anh em chia chơi thì mình chia lại cho anh em 600 thôi, chân keo còn khá nha, đúng chân theo xe nha, lò xo còn ok nha, ống xi sáng đẹp, lên ti 10 ly sẵn rồi, anh em về là xài thôi, 600 nhúng ngon lắm nha anh em, ti 10 ly. Cây này chân keo đẹp luôn nè, ống xi còn sáng còn đẹp luôn anh em. Ti 10 ly nha anh em. Đó. Anh em xài hú em nha, cặp này giao cho anh em 600.000 thôi, ti 10 ly sẵn rồi, về là xài thôi, không xì nha. Ti mới thay à. Gấp cặp te. Cây gấp nó còn ok luôn anh em, tem zin còn đẹp luôn nè. Tem zin còn đẹp luôn nè anh em. Ở trong này là chưa có dấu hiệu một lũng gì luôn nè anh em. Cái gấp này sơn zin khá luôn anh em. Anh em vô xe cỏ xe chung chung được luôn anh em. Mà cái cạc te nó xịt dậm bên này mới nhảy chứ nè. Cái này cái môn cạc te này lấy phôi sơn lại anh em. Chứ cạc te này là thua rồi anh em. Cạc te này hết cứu. Lấy ghế cái này. Cạc te này là hết cứu rồi anh em ơi. Cạc te này nó chỉ được một cái là cái phôi nó đẹp, nó không có một lũng gì luôn. Bấm điện lớn nè, đúng theo xe nè anh em. Đó. Được một cái là nó không có cấn mớp gì hết trơn, nó không có một lũng gì hết trơn, được cái đó thôi. Thì mình bán cây gấp này cũng khá luôn nè, tem gấp còn mướt luôn em. Mình bán gấp cặt te cho anh em luôn, giá 1.000.000 bạc. Đó, về anh em muốn sơn lại thì sơn. Đó, còn anh em muốn em sơn ở đây em thảy cho anh em, thảy sơn cho anh em luôn, được trơn. Không một lũng, không cấn mớp gì luôn anh em. Không cấn mớp, không một lũng gì luôn anh em. Đó, mình lấy phôi sơn ok luôn em, bấm điện lớn cho bá nè, thấy không? Cạc te này nó xịt từ nghe anh em, xịt sơn dặm tầm 7 tầm bạ rồi. Có cây gấp á, cây gấp sơn zin ok luôn em. Mình bán anh em gấp cạc te này 1.000.000 bạc à, thẳng băng. Cứ nhắc anh em. Còn anh em gác máy 2 tầng với chống nghiêng thì chống nghiêng này chống nghiêng lô rồi anh em, được cái lò xo này còn zin còn màu mè. Nè, lò xo còn zin còn màu mè. Chống nghiêng lô anh em. Lấy được con tán zin đó. Cái gác máy 2 tầng này ngay thẳng không cong vênh thì em bán giá cho anh em lại 400.000. Đây nè, ngay chân ốc chỉnh nồi nè. Thấy không? Đó. Ngay thẳng không cong vênh anh em, 400.000 thôi. Gác máy 2 tầng. Đó. Còn cái yên anh em. Cái yên này á form đẹp anh em, form đẹp, yên 2.000 lợp da sẵn anh em ơi, về là xài thôi. Mềm eo quá anh em. Ngon. Lợp da sẵn anh em ơi. Về là xài thôi. Đế zin nha, đế zin mút zin nha, đúng đời 2.000 luôn, tháng 5 năm 2.000 đó. Rồi cái yên này bán cho anh em giá 500 đó,
yên đế gin mút gin có lập gia sẵn, về khỏi tốn công mình đi làm gì trơn, về là xài thôi. 500 bao ngon nha, form còn đẹp lắm. 500 cản. Cản này cản Alpha, Alpha mới, mới tinh luôn, nhìn cũng đẹp lắm. Cái cản này chắc Alpha đời cũ quá chứ không phải mới giờ đâu, tại khi mình bóp vô nó không có bị thô, nó còn cái độ dẻo dẻo quá, chắc đời cũ quá chứ không phải mới giờ đâu. Đẹp lắm, cản này 100.000 thôi anh em, 100.000 thôi nè, 100.000 thôi anh em, còn dẻo dẻo quá, 100.000 thôi. Học bình, học đồ nghề, lường nước, 3 món, 300. Học bình mất tem, mất tem ha. Học đồ nghề với lường nước đẹp nè. Cái học đồ nghề bỏ đâu không biết. Đồ nghề bỏ đâu không biết. Nói chung là có học đồ nghề đàng hoàng cho anh em á. Biết bỏ đâu rồi, để nữa mình đi vô nhà mình kiếm. Mình đi trong đây nè. Nè. Đó, học bình, học đồ nghề, lường nước, 3 món, 3 món 300. Tiếp theo thùng xăng lớn bát yên đu, bát yên đẹp đu quá ngon. Bát yên xanh lè nòng súng, chưa có bị gâu, chưa có bị ga ten gì luôn, đẹp đu. Mất bát yên này cọp trời, bát yên gâu hai bên đẹp dữ trời đu, lưỡi ga xanh lè luôn. Trời ơi, mình bán cái bộ bách yên này không, bây giờ mà bách yên này anh em mua là 700 nè, đẹp gì là 700 nè. Rồi thùng xăng lớn với bách yên luôn, bán cho anh em giá rẻ thôi, 950.000. 950.000 nắp xăng đẹp luôn nè trời. Dĩ mà ngon nha. Đợi 2.000 gành gạnh luôn nè. Ui, nhìn cũng liền liền nè anh em, 950.000 anh em. Chữ C nè. Đó. Có ống dẫn xăng đầy đủ anh em, ống dẫn xăng lọc xăng là đầy đủ, dây báo xăng là đầy đủ anh em, dây báo xăng rim là đầy đủ luôn nha. Hai bên này còn khá là gà luôn anh em. Đó, 950.000, cái bát yên quá đẹp luôn. Tiếp theo anh em, bô 3 triệu, nước si là sáng, ok, mặt tiền si sáng đẹp, tiếp 341 1985 NF110, bô 2.000, cái đít này có sơn lại rồi nha anh em, tiếng hay dữ lắm, hay cổ ghim luôn á, cổ ghim luôn, cổ ghim luôn nè, chưa rửa nè, dính con ốc đây nha, vậy anh em lấy ra, cổ ghim luôn đó, cổ ghim luôn, 3 triệu, bao tiếng hay. Không một lũng, không cắn mớp. 3 triệu anh em. Bao anh em là không một lũng, không cắn mớp nha. Đó. Bô này lơ mơ bô 99 nè. Tiêu dài thọn nè. Lơ mơ bô 99 đến đèn nữa. Tại vì nó dạng như dây dầu được 99. Hết bình này để mình đầy nè, đạp nổ các tiếng cho anh em. Tiếng bao phê anh em. Cái bình xăng nó guarantee anh em nghe, máy đầu nồi kia anh em, tiếp da đẹp không, bình xăng guarantee nè, guarantee tròn tua dữ dằn luôn, cái tiếng bon này hay lắm. Tiếp tục anh em ơi, khách gọi mình hỗ trợ khách, nó hết bình rồi anh em ơi, hết bình rồi, bỏ chân cái là nổ liền, ganh ti nè, đất con nghe tiếng anh em chịu nổi luôn á. Máy đầu nồi ghi nó không có nhựa một miếng nữa,
mô pin này, anh em nào lấy bán anh em cái mô pin này gửi cái ok này nha, đẹp nè. Có cái chụp bugi sạm mà mô pin anh em lấy 450.000 luôn, tẩu luôn á. Dây điện sườn ok luôn nè, không đứt nói. Dây điện sườn với chớp sạc gle luôn 600 anh em. Dây điện sườn với chớp sạc gle đầy luôn, không có đứt nói, 600.000. Máy đầu nồi zin anh em. Im gu. Đầu ET2. Chất gòn nè. Xanh lẹ à. Im gu anh em. Hơi dặn hơi nó căng lắm. Anh em nào chơi máy với giấy không? Máy giấy đầu nồi zin, đầu ET2 lồng KFL-2 luôn. Lồng KFL-2 luôn anh em. Đó, lồng KFL-2 luôn anh em. 2.000 nè. Bây giờ anh em nào mà mua full máy này nè, bây giờ trước mắt mình báo giá full máy chứ đi. Full cục máy mình lấy lại lốc số nha, tại xe mình có hồ sơ nha anh em, xe mình có hồ sơ nha. Nếu anh em lấy sườn, sườn MTE 2.000 luôn nha. Nè, MTE 00A nè. Đó. Sườn MTE 2.000 với cục máy này luôn á, cái sườn mình bán 12 triệu, cục máy mình bán 18, nó tính anh em gọi luôn 30. Đó. Là sườn nè. Cái sườn này nha. Nguyên cục máy là bình xăng con, co bu e xá xị đầy đủ. Là 20 triệu hoặc là 30 triệu. Đó. Giấy MTE, tem sườn đẹp luôn nè mấy anh. Tem sườn zin theo xe đó nha. Cái sườn nè. Mình bao anh em là sườn đẹp, tại vì ở đây mình mua xe sườn đẹp mình mới mua anh em. Đó, giấy MTE hồ sơ sẵn. Ở thời điểm hiện tại ít ai bán giấy, hầu như là anh em điện mình mua giấy nhiều lắm nhiều. Đó. Chữ U, chữ áo gì là bao anh em đẹp hết nha. Đó. Nè, cả nóc là tròn quay nè, thấy không? Đó. Rồi. Anh em mua sườn giấy máy bao hồ sơ cho anh em. 30 triệu là anh em có bộ giấy MTE với cục máy bích chạy luôn. Máy im gu. Bao anh em là nồi không có miếng nhựa nha. Nè. Lên ga nè. Nồi không có miếng nhựa, miếng hú gì nha anh em. Máy này tình trạng á, báo cáo với anh em luôn nha. Đang xè sân cam bánh xe lồng. Còn lại im gu. Cái đầu này là chưa kêu chân gích một miếng luôn nha anh em. Đó. Bao anh em máy đầu nồi nguyên zin, bao anh em thầy thợ test máy khu gan. Không có biết miếng nhớt là gì nha. Sườn giấy máy 30. Đó, còn anh em mua bộ giấy 12 triệu, mua cục máy là 18 triệu. Đó anh em chơi liên hệ em. Còn IC này em bán lẻ nè. 550.000. Đẹp. Chớp sạc gle đề với full điện sườn luôn 600.000. Đó. Anh em chơi cái gì thì cứ hú ha. Xe cộ thì lúc nào mình cũng có sẵn để phục vụ cho quý anh em hết. Rồi video em tới đây kết thúc, em chào anh em nha. Bù rất là hay luôn anh em. 3 triệu à. Rồi vậy nha anh em nha. Chào anh em nha.